Trong hai ngày diễn ra trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tham dự đại hội, về phía Trung ương có Quỹ chiên đảng đoàn, Phó Chủ tịch Quỹ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu. Về phía lãnh đạo tỉnh có Quỹ chiên ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Trang Được. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An, Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 263 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Diễn văn khai mạc do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An khóa 9 Trương Văn Nọ trình bày tại đại hội, nhấn mạnh Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà. Kết quả thực hiện chương trình hành động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó đáng chú ý là đã có 7 trên 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cả năm chương trình hành động và một nội dung đột phá đều đạt kết quả quan trọng toàn diện. Theo đó, nổi bật trong nhiệm kỳ qua, mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh vận động được hơn 170 tỷ đồng, trong đó quỹ chi người nghèo gần 118 tỷ đồng, phối hợp giúp gần 1.200 hộ thoát nghèo, xây tặng được gần 1.500 căn nhà đại đoàn kết, ra mắt hơn 100 điểm bán hàng diệt với hơn 450 mặt hàng. Riêng trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, mặt trận tổ quốc các cấp tiếp nhận tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật tư y tế với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho gần 300.000 người dân khó khăn. Cũng trong nhiệm kỳ qua, mặt trận tổ quốc các cấp đã tổ chức gần 13.000 cuộc tiếp xúc cử tri với gần 47.000 kiến nghị được trả lời trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp các nguồn lực với tổng giá trị gần một tỷ đồng đánh giá cao và biểu dương chúc mừng những thành tích kết quả mà mặt trận tổ quốc các cấp tỉnh long an đạt được trong suốt 5 năm qua phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tô thị bích châu cũng đề nghị mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục cải tiến đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng tiệm cận với tình hình thế giới gắn việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững. Để công tác mặt trận tiếp tục phát triển có tác động sâu sắc, mang lại kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo. là xác định công tác mặt trận là công tác của toàn xã hội và trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân, là nòng cốt. do đó tôi đề nghị các cấp quỹ trong tỉnh cần làm tốt chức năng lãnh đạo và gương mẫu thực hiện trách nhiệm của một tổ chức thành viên và yêu cầu chính quyền các cấp phối hợp và tạo môi trường thuận lợi để mặt trận tổ quốc Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng của mình trong giai đoạn mới và ngay sau đại hội mặt trận các cấp cần xây dựng quy chế làm việc hoàn chỉnh nghị quyết ban hành các chương trình kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai ngay nghị quyết đại hội từ ngày đầu của nhiệm kỳ nhằm tạo ra những bước tiến mới để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Trên tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thông qua nghị quyết, đồng thời đề ra hai nội dung đột phá, 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Với tinh thần dân chủ đoàn kết nhất trí cao, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 83 chị quỹ viên Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại phiên họp đầu tiên, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10 đã hiệp thương dân chủ cử ra ban thường trực gồm 6 vị. Bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Quỹ viên Đảng đoàn mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đắc cử chức danh Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An khóa 10. Ngoài ra, đại hội còn hiệp thương cử 8 vị dự đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh hứa nguyện sẽ đem hết tài năng, trí tuệ, công sức để chung tay dung đắp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho ông Trương Văn Nọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 9 đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng tăng cờ thi đua cho 6 tập thể đã có những thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động, nhiệm kỳ 2019-2024. Trước đó, đoàn đại biểu trừ đại hội đã đến chân hương chân qua tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc.